đi bộ vào giữa một khu đô thị sầm uất như vậy thì cảm giác như trong lòng thì rất là mát mẻ và cảm giác như được kết nối hài hòa với thiên nhiên. Và một siêu phẩm ngày hôm nay Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý chị đó là một biệt thự song lập ngang 10 dài 20 và thiết kế gồm một trệt hai lầu. Với căn biệt thự này thì tầm tài chính tầm khoảng hơn 20 tỷ là quý chị có thể sở hữu được ngay rồi. Để tìm hiểu bên trong căn biệt thự có gì, hãy cùng Phước Sửu vào bên trong để khám phá. Keep the sky on your mind.